chào quý vị khán giả. Bây giờ là chương trình thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Chính phủ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong khóa mới. Ngày hôm nay, ngày đầu học sinh thủ đô quay trở lại trường học hay biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt. Đó là những nội dung đáng chú ý của chương trình thời sự chiều nay. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức quốc tế có trong thế giới chuyển động của biên tập viên Thanh Huyền. Mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh Tiến Tú và chị Mỹ Linh. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Thế giới chuyển động được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân dân. Ngay sau đây sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Mỹ khẳng định quan điểm cứng rắn trong thương mại với Trung Quốc. Số ca nhiễm mới COVID-19 trên thế giới tăng trở lại sau 7 tuần. Thúc đẩy bảo vệ rừng và các sinh kế dựa vào rừng. Thưa quý vị, các khu rừng trên hành tinh là nơi sinh sống của khoảng 80% các loài hoang dã trên cạn. Chúng giúp điều hòa khí hậu và hỗ trợ sinh kế của hàng trăm triệu người, đặc biệt là nhóm người nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên, thì việc khai thác rừng không bền vững đang làm mất đi 4,7 triệu hecta rừng mỗi năm, một diện tích còn lớn hơn cả Đan Mạch. Chính vì thế, nhân ngày Thế giới về động thực vật hoang dã mùng 3 tháng 3 năm nay, Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường nỗ lực bảo tồn rừng và các loài sinh vật rừng, đồng thời hỗ trợ và lắng nghe tiếng nói của các cộng đồng rừng. Khoảng 28% đất đai trên thế giới được quản lý bởi các cộng đồng bản địa, bao gồm một số khu vực nguyên vẹn nhất trên hành tinh. Họ cung cấp sinh kế và bản sắc văn hóa. Việc khai thác rừng không bền vững gây hại cho các cộng đồng này và góp phần làm mất đa dạng sinh học và phá vỡ khí hậu. 4,7 triệu hecta rừng, diện tích lớn hơn cả nước Đan Mạch, là con số cụ thể nói lên sự tàn phá của con người đối với tài nguyên rừng. Nông nghiệp không bền vững là nguyên nhân chính của việc tàn phá rừng. Tình trạng buôn bán gỗ trên toàn cầu cũng vậy, nó chiếm tới 90% các vụ phá rừng nhiệt đới ở một số quốc gia. Tài nguyên rừng cũng là mục tiêu thu hút các nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất thế giới. Việc buôn bán bất hợp pháp các loại động vật hoang dã là một mối đe dọa khác, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền từ động vật, chẳng hạn như Ebola hay COVID-19. Ngay cả các du khách cũng vô tình góp phần vào các hoạt động tàn ác và bóc lột động vật như cưỡi voi hay lạc đà khi đi du lịch tại Ấn Độ hay Thái Lan. Voi thường bị bắt khỏi rừng tự nhiên khi còn bé và bị thuần phục một cách tàn nhẫn bằng roi và gậy để cho người cưỡi. Liên Hợp Quốc cũng không khuyến khích việc khai thác động vật hoang dã để nuôi nhốt với mục đích giải trí. Nhân ngày Thế giới về động thực vật hoang dã năm nay, tôi kêu gọi các chính phủ, doanh nghiệp và người dân ở khắp mọi nơi tăng cường nỗ lực bảo tồn rừng và các loài sinh vật rừng, đồng thời hỗ trợ và lắng nghe tiếng nói của các cộng đồng rừng. Liên Hợp Quốc khuyến cáo không mua quả lưu niệm làm từ các bộ phận động vật hoang dã như mai rùa, lông hoặc ngà voi, bởi để có những trang sức đó, những động vật hoang dã đã bị đối xử tàn ác. Thay vào đó, hãy hỗ trợ cộng đồng địa phương dựa vào sinh kế rừng bằng cách mua tranh, đồ chạm khắc hoặc đồ thủ công không có nguồn gốc từ động vật hoang dã do họ làm ra. Thưa quý vị, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ vừa cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để ngăn chặn chống lại những hành vi thương mại mang tính lạm dụng của Trung Quốc. Báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ nhấn mạnh việc phục hồi mối quan hệ rạn nứt với các đồng minh và đối tác thương mại cũng sẽ là một phần trong chiến lược ứng phó với Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giải quyết tình trạng méo mó của thị trường toàn cầu do tình trạng dư thừa công nghiệp tạo ra. Báo cáo này được xem là một trong những tín hiệu nhằm chính thức hóa quan điểm cứng rắn với Trung Quốc của Tổng thống Biden và bà Catherine Tai, người được đề cử vào vị trí đại diện thương mại Mỹ. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Grossi vừa cho biết, Triều Tiên có dấu hiệu đang vận hành một nhà máy nhiệt điện được dùng để cấp nhiệt cho cơ sở tái chế thanh nhiên liệu hạt nhân. Tổng Giám đốc IAEA lưu ý về những dấu hiệu tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon, phía Bắc Bình Nhưỡng. Ông cho biết gần đây có những dấu hiệu nhà máy nhiệt điện vận hành phục vụ phòng thí nghiệm hóa phóng xạ. Người đứng đầu IAEA nhấn mạnh các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên gây lo ngại nghiêm trọng và bày tỏ lấy làm tiếc khi Triều Tiên duy trì chương trình hạt nhân. Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng Mỹ phải quyết tâm với chiến lược tiêm phòng đủ 2 liều vaccine. Ông Fauci cảnh báo việc trì hoãn liều tiêm thứ hai sẽ đặt ra nhiều nguy cơ làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine
tạo điều kiện cho các biến thể lây lan và có thể làm gia tăng sự hoài nghi của người dân vốn đang do dự trong việc tiêm vaccine. Ông khuyến khích người Mỹ nên chấp nhận tiêm bất kỳ loại nào trong 3 loại vaccine đã được cấp phép. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới trên toàn cầu tăng trở lại vào tuần trước, lần tăng đầu tiên trong vòng 7 tuần qua, trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới nới lỏng các biện pháp chống dịch. WHO thừa nhận việc tăng các ca bệnh mới là chuyện đáng thất vọng nhưng không bất ngờ, đồng thời thúc giục các nước không nới lỏng các biện pháp chống dịch COVID-19. Theo WHO, những lý do khiến số ca bệnh tăng trở lại là chính phủ các nước đã nới lỏng các biện pháp y tế công cộng, sự hoành hành của các biến thể dễ lây nhiễm hơn của virus và do mọi người mất cảnh giác với đại dịch. Quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới chuyển động của Truyền hình Nhân dân. Tiếp theo chương trình là cụm tin vắn đáng chú ý. Nhà chức trách Anh đã sơ tán người dân và sinh viên Đại học Exeter, Tây Nam England để tiến hành kích nổ một quả bom có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai vừa được phát hiện tại khu vực này. Quả bom nặng 1 tấn đã được kích nổ vào lúc 18 giờ ngày 27 tháng 2 theo giờ địa phương, làm rung chuyển thành phố Exeter, tạo ra đám khói lớn bao trùm các tòa nhà xung quanh kèm theo đất đá. Cảnh sát địa phương đã sơ tán người dân sống trong phạm vi 100 mét quanh khu vực tiến hành kích nổ bom và được yêu cầu không rời khỏi nơi tránh trú. Hôm qua, trong một cuộc đấu giá tại thủ đô London của Anh, một bức tranh sơn dầu do chính tay cố Thủ tướng Anh Winston Churchill vẽ đã được bán với mức giá kỷ lục lên tới 8,3 triệu bảng Anh, khoảng 11,5 triệu đô la Mỹ. Ông Churchill không chỉ nổi tiếng là một chính khách lỗi lạc của Anh trong thế kỷ 20, mà còn là một họa sĩ tài hoa. Trong suốt cuộc đời của mình, Thủ tướng Churchill đã hoàn thành khoảng 500 bức tranh. Tình hình lây nhiễm của dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng biến đổi theo từng khu vực trên thế giới. Những địa điểm công cộng tập trung đông người như bến xe, bến tàu điện ngầm luôn là điểm nóng trong việc lây lan virus. Và để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách, các công ty phương tiện công cộng tại Hàn Quốc đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khi mỗi chiếc xe buýt đi vào bến, một nhóm người mặc đồ bảo hộ sẽ tiến hành khử trùng bên trong xe buýt để giảm sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Họ sử dụng máy khử trùng với hạt phun siêu mịn, đồng thời dùng vải ngâm chất khử trùng để lau tay cầm và ghế ngồi. Xe buýt cũng được phun khử trùng nhiều lần trong ngày. Các tài xế xe buýt cũng được phát thuốc xịt khử trùng cá nhân để có thể sát khuẩn các khu vực gần ghế lái và các bộ phận của xe buýt mà hành khách thường xuyên tiếp xúc. Hành khách đi xe phải đeo khẩu trang và rửa tay sạch sẽ bằng gel khử trùng được cung cấp bên cạnh cửa xe buýt mỗi khi lên và xuống xe. Người dân rất lo lắng về sự lây lan của virus. Hành khách cần đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch khi lên xe. Thành phố Seoul cũng triển khai các trạm dừng xe buýt mới giúp ngăn chặn tình trạng lây nhiễm dịch bệnh. Các nhà chờ thông minh này được lắp đặt hệ thống cửa kiểm tra thân nhiệt và máy khử trùng không khí bằng tia cực tím. Ngoài ra, nó còn cung cấp hình ảnh giám sát thông qua màn hình kỹ thuật số được lắp đặt bên trong khi xe buýt đến gần nhà ga. Trước khi bước vào nhà chờ, camera nhiệt sẽ đo thân nhiệt của hành khách. Cửa sẽ chỉ mở khi xác nhận được nhiệt độ đo ở mức an toàn. Ngoài ra, còn có máy khử trùng không khí bằng tia cực tím được chứng nhận bề mặt y tế được lắp đặt bên trong, giúp loại trừ 99% vi trùng và virus trong không khí. Tôi được đo thân nhiệt trước khi vào nhà thờ, điều này giúp tôi an tâm hơn. Ai cũng phải kiểm tra trước khi vào, mọi thứ đều được kiểm soát. Thông qua những nỗ lực chung, các phương tiện giao thông công cộng luôn được khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong 45 phút chiều cùng với biên tập viên Mỹ Linh và Tiến Tú. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Quý vị khán giả thân mến, và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin dự báo về tình hình thời tiết trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng ngày mai, khối không khí lạnh bước vào giai đoạn suy yếu và di chuyển lệch đông. Đới gió đông bắc khô dần bị thay thế bằng đới gió ẩm. Vì thế, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sẽ lại xuất hiện ở Bắc Bộ. Nền nhiệt ngày mai ở Đông Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La ít chịu tác động của đới gió ẩm, trời vẫn có nắng nhẹ về chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai duy trì trong khoảng từ 24 cho đến 26 độ. Với miền Trung, dưới tác động của khối không khí lạnh, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế vẫn còn có mưa rải rác.
Sang ngày mai, từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình vẫn còn có lúc có mưa, nền nhiệt duy trì trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế là từ 24 cho đến 25 độ. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời nhiều mây, nắng gián đoạn, duy trì mức nhiệt khoảng 26 độ. Phần từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận, trời tiếp tục có nắng sớm, nhiệt độ cao trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Sang ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên quay trở lại với chuỗi ngày không mưa, nắng mạnh. Ở Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Còn ở khu vực Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao trong khoảng từ 35 cho đến 36 độ, trong khi ở Tây Nam Bộ, mức nhiệt là từ 33 cho đến 34 độ. Trên biển, ngoài khơi khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió vẫn duy trì hướng Đông Bắc mạnh ở mức cấp 5. Trong khi đó, ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc yếu hơn ở mức cấp 4, cấp 5 và cả hai huyện đảo này đều không có mưa dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự 45 phút chiều. Bây giờ là phần tin trong nước với những nội dung đáng chú ý như sau. Chính phủ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong khóa mới. Đổi mới sáng tạo, động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới. Ghi nhận ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường học. Thưa quý vị, với tinh thần là bảo đảm tính kế thừa, phát huy công khai, minh bạch cả về việc chuyển giao nhiệm vụ, công việc và công tác cán bộ, bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, Chính phủ khóa này sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng cấp bách, đồng thời thực hiện chuyển giao nhiệm vụ cho chính phủ khóa mới theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Đó là phát biểu kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ trong thời gian tới là vẫn tiếp tục đón bắt thời cơ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, cũng như cả năm 2021. Trước hết là tập trung quán triệt, nghiên cứu, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, tiếp tục phòng chống đại dịch COVID-19 trên tinh thần vaccine cộng 5K. Nếu có ổ dịch xuất hiện thì phải truy vết thần tốc, khoanh nhanh ổ dịch. Thủ tướng yêu cầu ngành y tế nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân theo đúng tinh thần nghị quyết của Chính phủ và ý kiến của Bộ Chính trị, tinh thần là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép để kinh tế xã hội của Việt Nam phát triển nhưng vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh. Thời cơ đến Việt Nam rất lớn, chưa phải khẳng định các dòng vốn vào Việt Nam hết, nhưng mà xu hướng này rất rõ ràng. Cho nên phải có môi trường đầu tư tốt để thu hút. Bên cạnh phát huy các tập đoàn kinh tế nhà nước, cái 1,6 triệu tỷ đấy, thì chúng ta thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và đầu tư công, góp phần tăng trưởng kinh tế và tạo nền tảng phát triển lâu dài. Thì trong này chúng tôi khi nói các đồng chí là giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ rất quan trọng ở các địa phương, ở chính phủ. Văn phòng chính phủ nên sớm bố trí một cục đôn đốc kiểm tra đầu tư công cũng như vốn ODA. Đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp, nhất là tháo gỡ thể chế, như đột phá trong năm 2025 như nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra. Trong đó, chúng ta phấn đấu không được để nợ các văn bản hướng dẫn luật tại chính phủ trước khi bàn giao.
Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, các đồng chí phó thủ tướng tập trung giải quyết những tồn đọng trong lĩnh vực mình phụ trách, cần đẩy mạnh hơn nữa chiến lược số quốc gia ở mọi cấp, mọi ngành. Thủ tướng nhấn mạnh đây chính là việc lớn, bởi muốn kinh tế đất nước tăng trưởng mạnh thì phải phát triển cách mạng số. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Thường trực, Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Cùng dự còn có 119 cử tri thuộc các cơ quan của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy trình 3 bước đã quy định. Từ ngày 25 tháng 2 năm 2021, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã họp, thống nhất giới thiệu hai đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đó là đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 13, khóa 14, đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên tinh thần đó, tại hội nghị, cử tri cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đồng thuận cao việc giới thiệu hai đồng chí Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lệnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Đây là hai đại biểu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội theo đúng quy định, nhận được sự tín nhiệm của cử tri toàn cơ quan. Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11, gọi tắt là SEA Games 31 và ASEAN Paragame 11 diễn ra năm 2021 tại thủ đô Hà Nội, chiều nay, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến kiểm tra tiến độ các công trình phục vụ cho hai sự kiện thể thao quan trọng này. Bí thư Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra một số công trình phục vụ SEA Games 31 như Cung Điền Kinh Hà Nội và Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội. Đến thời điểm hiện nay, 100% công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trong đó có 8 công trình phục vụ thi đấu và luyện tập thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý và 12 quận huyện có địa điểm thi đấu đã hoàn thành các bước chuẩn bị triển khai dự án. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến thời điểm diễn ra hai sự kiện không còn nhiều, do vậy Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị ra soát lại các tiến độ, nhất là các công trình phụ trợ, đồng thời thống nhất lộ trình, các nội dung công việc cụ thể trong việc xây dựng kịch bản lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 và ASEAN Paragame 11. Tính riêng các công trình phục vụ tổ chức thi đấu, tập luyện SEA Games 31 của thành phố Hà Nội quản lý để phục vụ nâng cấp, sửa chữa, cải tạo với kinh phí gần 600 tỷ đồng. SEA Games 31 dự kiến diễn ra từ ngày 21 tháng 11 năm 2021 đến ngày 2 tháng 12 năm 2021 tại Việt Nam. Theo đề án, SEA Games 31 tổ chức thi đấu 40 môn. Thành phố Hà Nội quản lý 16 điểm phục vụ, 20 môn thi đấu. Sáng nay, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã họp và chốt số lượng danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thành phố sẽ có 10 đơn vị bầu cử cấp thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất sắp xếp 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó thành phố Thủ Đức là đơn vị bầu cử số 1. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ có 32 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay đã có thành phố Thủ Đức, 5 huyện và 63 xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban Bầu cử. Kết quả tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã chốt số lượng đại biểu được bầu, danh sách ứng viên và đơn vị bầu cử. Thành phố đang chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị cử tri nơi cư trú của người được giới thiệu bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định của luật bầu cử. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị toàn thể Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ 32 để cùng nhìn lại những nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2021. Năm 2020, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cơ bản đã được hoàn thành nhiệm vụ, trong đó nổi bật là sự quyết tâm để luật thanh niên năm 2020 được Quốc hội thông qua và sẽ nhanh chóng được triển khai đi vào thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã đạt được thì một số hoạt động của Ủy ban không thực hiện được theo kế hoạch do dịch COVID-19 cũng như sự tham gia của một số bộ ngành chưa thường xuyên dẫn đến sự phối hợp liên ngành còn khó khăn. Các đại biểu tại hội nghị cũng đề ra nhiều giải pháp để tăng cường phối hợp đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện luật thanh niên và các chiến lược phát triển thanh niên trong giai đoạn mới đáp ứng với nhu cầu của thế hệ thanh niên hội nhập.
Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, câu chuyện kỳ diệu về một người anh hùng đời thường, người có hành động dũng cảm cứu cháu bé rơi từ tầng 12 xuống đã làm cho chúng ta vô cùng xúc động. Vâng, hành động dũng cảm đó của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã nhận được sự khen thưởng xứng đáng. Vào sáng ngày hôm nay, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng dành cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Chúc mừng anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Hồng Sơn tin tưởng rằng dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những việc làm tốt, sự dũng cảm sẽ vẫn luôn đồng hành cùng với mọi người. Trước đó, vào ngày 1 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tặng bằng khen và gửi thư biểu dương cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn tại tòa nhà 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân. Thưa quý vị, cùng với vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng, việc cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 của anh Nguyễn Ngọc Mạnh cũng được dư luận và báo chí trong nước quan tâm và ca ngợi. Và sức nóng của hành động đẹp này còn lan tỏa tới nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều trang tin, mạng xã hội của nước ngoài đã đăng tải câu chuyện kỳ diệu này. Tại Trung Quốc, trang Weibo chính thức của báo Hải Khách, Nhật báo Nhân dân có bài đăng bé gái 3 tuổi đang nắm lấy lan can rơi nhanh từ tầng 12, điều kỳ diệu đã xảy ra trước khi đáp đất. Báo Trùng Khánh cũng đăng tải lại với nội dung tương tự. Trang China Press cũng đăng tin với dòng tiêu đề bé gái rơi từ tầng 12 của tòa nhà và được cứu bởi một người đàn ông. Tại Thái Lan, trang tin Kapuk gọi việc bé gái được cứu sống là một phép màu thực sự. Báo Independent của Anh cũng ca ngợi tình huống nguy hiểm anh Mạnh liều mình cứu bé gái. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, một trang tin cũng đăng tải sự việc với tiêu đề sự cứu sống kỳ diệu từ người đàn ông vận chuyển hàng, nhanh tay đỡ bé gái rơi từ tầng 12. Mạng xã hội nổi tiếng Reddit cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh anh Mạnh cứu thoát bé gái từ chung cư cao tầng. Nhiều người dùng mạng xã hội đã bình luận dưới bài đăng gọi anh Mạnh là người hùng ngoài đời thực. Thưa quý vị, tấm gương người tốt và giàu lòng nhân ái như anh Mạnh vẫn luôn hiện hữu chung quanh chúng ta. Mới đây thì anh Trần Văn Tròn, 20 tuổi, ngụ tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, đã dũng cảm quên mình cứu người bị đuối nước. Và hôm nay thì tỉnh đoàn Quảng Nam đã trao tặng bằng khen cho anh Trần Văn Tròn vì hành động đẹp và giàu tình người của mình. Vào sáng ngày 25 tháng 2, nhóm 4 em học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Lê Ngọc Giá, thị xã Điện Bàn rủ nhau tắm biển ở bờ biển Hà Quảng Đông, phường Điện Dương. Trong lúc tắm biển thì 4 em không may bị sóng cuốn ra xa, đuối nước. Cùng lúc anh Tròn đang đi dọc bờ biển, phát hiện sự việc, đã không ngần ngại lao ra cứu được 3 em đưa vào bờ. Sau đó anh Tròn tiếp tục bơi ra cứu em còn lại, nhưng bị sóng đánh mạnh nên không thể cứu được. Ban Thường vụ tỉnh đoàn Quảng Nam đã đề xuất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho anh Tròn. Thưa quý vị, hiện nay thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quy mô lớn, tốc độ nhanh chưa từng có với những đột phá về công nghệ. Các nước đều chú trọng xây dựng, thực thi chiến lược nhằm tận dụng thành tựu và ứng phó với những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ mới này. Và nhận thức rõ được điều đó, Nghị quyết Đại hội 13 đã nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển đất nước, coi đây là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc tiếp tục đổi mới, đồng bộ và toàn diện. Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo từ năm 1986 đến nay là một công trình sáng tạo vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta. Đó là quá trình sáng tạo liên tục nhằm xóa bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Đổi mới thì phải ưu tiên bắt đầu từ tư duy. Do đổi mới là phải kinh tế phải đi trước một bước, chính trị phải làm thận trọng và vững chắc. Những cái định hướng ấy tôi nói là rất là đúng. Và cần phải hiểu rằng đổi mới nó là một quá trình mang tính quy luật khách quan. Những thành tựu của đất nước 35 năm đổi mới là hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, bối cảnh cách mạng 4.0 với tốc độ thay đổi nhanh chóng buộc Việt Nam phải thích nghi, hành động mạnh mẽ hơn. Trong đó, đổi mới sáng tạo được coi là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Nghị quyết Đại hội 13 cũng đã đặt nhấn rất mạnh đến vấn đề là đổi mới, là sáng tạo, là phát huy mọi cái nguồn lực mà chính là cái nguồn lực lâu nay chúng ta chưa khai thác được, đó chính là nguồn lực về
trí tuệ của con người Việt Nam. Cho nên là tôi cho đây là một cái điểm nhấn rất quan trọng. Thực tế, đổi mới sáng tạo cần phải được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, chú trọng xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy hạ tầng viễn thông, ưu tiên thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong phát triển công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản trị. Từng bước hình thành kinh tế số, xã hội số, chính phủ số, tạo ra những giá trị mới và sức mạnh tổng hợp mới của đất nước. Đổi mới sáng tạo khơi dậy được sức mạnh văn hóa, sức mạnh và giá trị con người Việt Nam ấy. Đặc biệt là chúng ta tranh thủ được các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ấy, thì mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao là mục tiêu khả thi. Trong đổi mới có sáng tạo, sáng tạo gắn liền với đổi mới. Động lực đổi mới sáng tạo nhất định sẽ đưa đất nước ta đi đến phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện khát vọng cháy bỏng của toàn dân tộc là sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Thưa quý vị, hôm nay tất cả học sinh các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được quay trở lại trường sau chuỗi ngày dài nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Và phóng viên của Truyền hình Nhân dân đã có mặt tại một số trường học để ghi lại không khí háo hức, cũng như chia sẻ với niềm vui chung của thầy trò và các bậc phụ huynh. Từ 6 giờ sáng, các cô giáo trường tiểu học Chu Văn An, quận Hoàng Mai đã có mặt tại lớp học để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đón các em học sinh trở lại trường từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Các hoạt động như trình chiếu bài giảng, thiết bị học tập, kê lại bàn ghế đều được các cô thực hiện từ sớm. Sau quãng thời gian nghỉ Tết dài ngày, cả cô và trò đều háo hức khi được gặp lại nhau. Hôm nay thì cô và trò chính thức được trở lại trường và tôi cảm thấy rất là vui và háo hức để chào đón các con để tiếp tục những cái kiến thức còn lại của năm học. Ngay từ cổng, nhà trường bố trí bàn y tế, các giáo viên hướng dẫn và giúp các em học sinh đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn một cách chủ động và nghiêm túc. Trong quá trình dạy học, chúng tôi cũng thực hiện phòng dịch, cách nhắc nhở các em học sinh thực hiện đúng yêu cầu quy định của phòng chống dịch bệnh. Và đặc biệt là trong các giờ ra chơi thì chúng tôi hạn chế cho các em học sinh tụ tập đông và cho các em có những cái hoạt động tại lớp học để làm sao đảm bảo an toàn nhất cho các cháu. Và trong công tác bán trú thì chúng tôi cũng thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện vệ sinh khử khuẩn toàn bộ đồ dùng vật dụng của công tác bán trú. Trong thời gian trước, sau Tết Nguyên đán, hầu hết những gia đình có con ở độ tuổi mầm non, tiểu học đều bị đảo lộn khi nhà trường tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Câu chuyện là cái việc quản lý và cái thời gian dành cho cháu ngoài cái việc mình đi làm ra thì nó cũng rất là phức tạp. Bây giờ là các con được đi lại học trực tiếp như này thì mình thấy rất là vui. Tại điểm trường mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, các phụ huynh cũng có mặt rất đông để đưa con trở lại trường. Mặc dù phải nghỉ học rất lâu sau Tết nhưng các em đều bắt nhịp trở lại rất nhanh với các hoạt động của lớp học. Chúng tôi cũng nâng cao hơn nữa. Ngoài công tác dạy học, chúng tôi cũng chú trọng về công tác phòng chống dịch của các con, đảm bảo toàn bộ các đồ dùng, đồ chơi trong lớp đều được khử khuẩn theo đúng quy định. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu được kiểm soát, việc tiếp tục cho học sinh đi học trở lại được đông đảo phụ huynh và nhà trường đón nhận với tâm trạng phấn khởi. Bởi được học trực tiếp với thầy cô và bạn bè sẽ giúp các em có không khí học tập thi đua sôi nổi hơn, đồng thời nhiều bậc phụ huynh có thể giảm bớt nỗi lo và yên tâm làm việc. Thưa quý vị, cũng giống như thủ đô Hà Nội, thì sau một tháng nghỉ Tết sớm để phòng chống dịch COVID-19, các trường học ở tỉnh Cao Bằng ngày hôm nay đã đón học sinh quay trở lại học. Ngành giáo dục của địa phương đã nỗ lực triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh và chương trình năm học. Toàn tỉnh Cao Bằng hiện có 30 trường trung học phổ thông, 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, 190 trường trung học cơ sở, 217 trường tiểu học, 184 trường mầm non với gần 128.000 học sinh. Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại, triển khai có hiệu quả kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch học bù, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ
Y tế, việc thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn của các cơ sở giáo dục trong bối cảnh tình hình dịch như hiện nay sẽ khiến các em học sinh cũng như nhiều phụ huynh yên tâm hơn khi cho con đến trường. Thưa quý vị, sau đây là một thông tin tích cực về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay mùng 2 tháng 3, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Tính đến 18 giờ ngày 2 tháng 3, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 2.472 ca. Trong ngày, có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, số ca điều trị khỏi hiện là 1.898 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 58.758 người. Bắt đầu từ chiều nay, những học sinh, sinh viên người Hải Dương đang theo học ở các tỉnh, thành phố khác nếu có nhu cầu sẽ được ngành y tế ở Hải Dương tạo điều kiện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường. Đây là thông báo mới nhất từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian lấy mẫu buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút kể cả thứ Bảy và Chủ nhật tại Trung tâm Văn hóa Sư Đông, đường Thanh Niên, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương bố trí lực lượng từ 20 đến 30 cán bộ và tình nguyện viên túc trực tại đây để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm của học sinh, sinh viên. Thưa quý vị, từ nguồn vốn xã hội hóa, sự ủng hộ về vật chất của các tổ chức cá nhân để phòng dịch COVID-19, tỉnh Bắc Cạn sẽ hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ là 130.000 đồng một người, một ca trực, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ Tết. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn huy động, vận động ủng hộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn do các tổ chức cá nhân đóng góp. Thời gian hỗ trợ kể từ ngày 31 tháng 1 cho đến khi có văn bản dừng hoạt động chốt kiểm dịch y tế liên ngành. Ngoài chế độ được nhận theo quy định, việc có hỗ trợ thêm sẽ giúp lực lượng chống dịch yên tâm công tác. Thưa quý vị, tại tỉnh Bình Định, hiện đang là cao điểm các tàu đánh bắt xa bờ xuyên Tết cập cảng để bán cá, chuẩn bị cho chuyến biển mới. Chính vì thế mà lượng người và phương tiện ra vào cảng khá đông. Các cảng cá tại tỉnh Bình Định đã nỗ lực để vừa phục vụ cho ngư dân, vừa bảo đảm vệ sinh phòng dịch. Những ngày này, tại các cảng cá của Bình Định tấp nập phương tiện tàu thuyền của ngư dân ra vào. Vì thế, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Ban quản lý các cảng cá Bình Định đã triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn trong hoạt động mua bán tại cảng, nỗ lực để bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống COVID-19. Tất cả người ra vào cảng đều phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khai báo y tế, sát khuẩn. Khi tàu thuyền vào thì theo quy định thì đều khai báo ra cảng trước ít nhất một tiếng. Sau đấy thì cảng sẽ bố trí nhân viên xuống tại tầng bến, tại tầng bến để kiểm tra kiểm soát, đồng thời là trong quá trình chúng ta kiểm soát thì cũng tuyên truyền nhắc nhở bà con là đeo khẩu trang và ngoãn bố trí các dụng cụ sát khuẩn tại các cái bến kiểm soát của nhân viên ban quản lý để bà con vừa thuận lợi trong cái việc lên cá, buôn bán cá, cũng đồng thời là thuận lợi trong cái việc phòng chống dịch COVID-19. Lưu lượng người, phương tiện tàu thuyền, xe cộ, hàng hóa thủy sản thông qua các cảng rất lớn, do đó công tác tuyên truyền vận động giữ gìn vệ sinh, chủ động phòng chống COVID-19 là rất quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động của các cảng cá, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế. Thưa quý vị, bất chấp sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19, bức tranh nền kinh tế của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm vẫn có nhiều điểm sáng và hãy cùng theo dõi những con số được chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp so với cùng kỳ năm 2020 tăng 7,4%, trong đó chế biến, chế tạo tăng 10,4%, khai khoáng giảm 11%, sản xuất và phân phối điện tăng 4,3%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,8%. Tình hình đăng ký kinh doanh so với cùng kỳ năm 2020, hơn 18.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4%. Vốn đăng ký gần 335.000 tỷ đồng, tăng 52,2%. Hơn 172.000 lao động, tăng 9,7%. 11.000 doanh nghiệp quay lại hoạt động, giảm 7,6%. 21.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 34%.
vốn đầu tư nước ngoài từ mùng 1 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 2021, tổng vốn đăng ký 5,46 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,6%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 2%. Xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu hơn 48 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,2%. Nhập khẩu gần 48 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,9%. Khách quốc tế đến Việt Nam gần 29.000 lượt người. Trong đó, đường bộ 10.260 lượt, đường biển 60 lượt, hàng không 18.366 lượt. Lạm phát cơ bản bình quân 2 tháng đầu năm tăng 0,46% so với cùng kỳ năm 2020. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An thuộc quận Ngũ Hành Sơn để tạo ra các sản phẩm du lịch mới, đa dạng và tiện ích. Bãi biển đêm Mỹ An sẽ được triển khai từ nút giao Hoàng Kế Viêm tới Nguyễn Văn Thoại với chiều dài 865 m, tổng dự toán hơn 11 tỷ đồng, bắt đầu từ tháng 4 tới đây đến năm 2023. Các sản phẩm dịch vụ bảo đảm văn minh và hấp dẫn như xe lưu động thức ăn nhanh, nước giải khát, massage trị liệu, chiếu phim trên bãi biển, sân khấu ngoài trời và các trò chơi dân gian, đồng thời tăng cường các tiện ích như bãi tắm đêm, khu vui chơi trẻ em, chiếu sáng nghệ thuật dưới cát. Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự. Tối ngày hôm qua, mùng 1 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số những người liên quan thì có giám đốc và nguyên giám đốc của Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ là ông Cao Minh Chu và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc sở bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Cao Minh Chu được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, còn bà Bùi Thị Lệ Phi bị cơ quan công an bắt tạm giam. Cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can khác với cùng tội danh. Nhóm bị can thuộc Sở Y tế Cần Thơ, công ty NSG, công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam bị cáo buộc đã có sai phạm về bảo đảm công bằng, minh bạch trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại sở này. Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, hôm nay đồn Biên phòng Ba Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng 1.000 cây giống nông sản trà hoa vàng cho các hộ gia đình nghèo xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tổng giá trị 1.000 cây giống là 50 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực khi kinh tế tại xã biên giới Mẫu Sơn còn nhiều khó khăn, điều kiện tiếp xúc với cây giống của mỗi hộ gia đình còn hạn chế, đời sống của bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tại buổi trao tặng, đại diện nhân dân xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng biên phòng đã quan tâm đưa cây giống đến tận thôn bản, giúp xóa đói giảm nghèo cho địa phương và hứa sẽ canh tác cây giống đúng kỹ thuật, tối đa năng suất cây trồng. Quý vị khán giả thân mến, ở phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị tập trung thảo luận một số nội dung, trong đó tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần vaccine và 5K, không được chủ quan, truy vết, khoanh vùng thần tốc hơn nữa, phải nhanh chóng tiêm vaccine cho các đối tượng mà nghị quyết của Chính phủ đã quy định, yêu cầu ngay trong tuần này. Chúng ta bảo đảm ngân sách và các mặt khác để mọi người được tiêm vaccine. Sáng nay, gần 2 triệu học sinh thủ đô Hà Nội đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng dịch COVID-19. Với thời gian tổng cộng gần 30 ngày, công tác đón học sinh quay trở lại trong sáng nay đã được các trường thực hiện nghiêm túc, bảo đảm phòng dịch an toàn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới trên toàn cầu hồi tuần trước đã lần đầu tiên tăng sau 7 tuần tạm giảm. Thế giới hiện ghi nhận hơn 114 triệu ca mắc COVID-19 với hơn 2,5 triệu ca tử vong, trong đó có hơn 2,5 triệu ca mắc trong tuần vừa qua, mức tăng cao nhất so với 6 tuần trước đó. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 45 phút chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.